Rồi, xin chào các em đến câu 2 ha. Để chúng ta sẽ thay đổi cái chỉ số mà nhịp giảm và thời gian t giây này ha. Rồi, bây giờ ta cũng sẽ xét ở thời gian là t giây. Thì thời gian t giây này thì đồng 2 cộng sẽ nhận electron biến thành đồng thôi. Và clo, cái đây là kết tủa này. Còn Cl trừ cũng sẽ cho electron thành khí clo. Đó. Ok. Vậy bây giờ nhưng mà chuyến thời gian giảm này thì chúng ta chưa biết, tại vì không biết là cái quá trình tiếp theo là nước có điện phân hay không, thì ta sẽ xét ở thời gian là 1,5 t giây. 1,5 t giây là có một lợi thế là nước ở hai điện cực đã bị điện phân. Đấy. Thì chúng ta sẽ xét là đồng 2 cộng nhận electron ở bên cathode thành kim loại là đồng, clo trừ cho electron thành khí clo. Nước bị điện phân đó, nước bị điện phân thì ta cho nước bị điện phân thôi, nhận electron thành OH trừ này và khí hydro. Và tiếp theo sẽ là bên này sẽ là nước điện phân, nhưng nước bên bên anode thì nước sẽ cho electron các bạn nhé, thành H cộng và khí oxy. Đấy. Thì một lợi thế như đã trên đã nói là m cathode tăng, khối lượng cathode tăng ở đây chính là khối lượng của đồng. Các bạn sẽ bấm được 0,15 nhé, nhớ câu số 1. Đây là 0,15. Thì số mol electron ở đây là sẽ là 0,3. Và đồng 2 cộng chỗ này cũng sẽ là 0,15. Vậy ta có đồng 2 cộng là 0,15 rồi. Ta thay vào cái đề bài này ở đây là sẽ 0,15 và tương tự như câu kia nhé. Và các bạn sẽ bấm được số mol của kali cloro bằng cách lấy tổng khối lượng trừ đi là sẽ là 0,2. Là 0,2 mol thì thay vào đây là clo trừ là 0,2 này. Vậy thì số mol electron là 0,2. Các bạn chú ý 0,2, 0,3. Như vậy là nước sẽ bị điện phân ở bên anode trước, đúng chưa? Gọi ít là số mol này thì bạn sẽ có H cộng đây là 4 ít. Số mol electron chỗ này là 4 ít luôn. Gọi hydro chỗ này là y, OH trừ chỗ này sẽ là 2 y và electron chỗ này sẽ là 2 y. Vậy thì bảo toàn E chúng ta sẽ có là 0,3 cộng cho 2 y bằng 0,2 cộng cho 4x. Các bạn sẽ chuyển vế qua, chúng ta sẽ có là 4x trừ cho 2y bằng 0,1. Có nghĩa là chúng ta sẽ hiểu là nước điện phân ở bên anode trước là H cộng được tạo ra nhiều hơn OH trừ. Vậy là số mol H cộng còn dư lại sau khi là trung hòa hết OH trừ sẽ là 4x trừ cho 2y. Đúng không các bạn? Đấy, 1H cộng tác dụng với 1OH trừ, vậy thì OH trừ hết là 2y thì H cộng cũng sẽ phải ứng là 2y. H cộng dư sẽ là như đây. 0,1 mol. Rồi, và rất nhanh như vậy chúng ta sẽ xử lý được ngay cái chuyện là Al2O3 nhé. Nó sẽ hòa tan trong 6H cộng. Đấy, H cộng, H thì gấp 2 lần O. Các bạn sẽ có H cộng là 0,1. Vậy thì Al2O3 sẽ là 0,1 chia 6 này. Đó, thì các bạn sẽ có 0,1 chia 6 nhân cho 102 bằng 1,7, chính là khối lượng của Al2O3. Thì cái phần này xử lý y chang như câu 1, không gì khác ha. Điểm khác biệt bây giờ là chúng ta xét ở thời gian t, từ thời gian t giây này. Thời gian t giây là khi khối lượng dung dịch nó giảm được 18,04 gram. Thì kinh nghiệm là như sau nhé, các bạn sẽ vẫn là như vậy thôi. Các bạn xét đây là 0,15, 0,15 ban đầu này thì nhận vào là 0,3. Trong khi đó Cl trừ là 0,2. Nó chỉ cho được có 0,2 thôi. Đó, như vậy là cái lượng nào nhỏ hơn thì mình sẽ xét trước, đúng chưa? Cái này nhận tối đa là 0,3, này cho tối đa là 0,2, mình xét 0,2 trước. Bây giờ là 0,2 này. Ok các bạn. Vậy đây các bạn đồng tạo ra đây là 0,1 nhé. Và tiếp theo ở đây sẽ là 0,1 luôn. Vậy các bạn sẽ xem là m nó giảm được bao nhiêu rồi này. Giảm bằng m nó giảm bằng 0,1 nhân 64 ha. Các bạn cộng cho 0,1 nhân 71 thì tương tự là nó mới giảm được có 13,5 và nó nhỏ hơn 18,04 mà đề bài yêu cầu. 18,04 là yêu cầu. Thế thì ở đây là vậy thì xét tiếp. Vậy là xét tiếp nhé, chúng ta sẽ xét tiếp. Như vậy là bên đây là clo trừ nó hết rồi đấy mà lượng giảm nó vẫn chưa đủ. Vậy là nước điện phân tiếp. Nước sẽ cho 4 electron. 4H cộng và khí oxy. Còn bên đây này, đồng 2 cộng bị điện phân tiếp. Đúng không? Đồng 2 cộng vẫn còn thành kim loại là đồng. Kim loại là đồng kết tổ. Vậy ta sẽ nháp thử ở đây nhé các bạn nhé. Có phải giống như bài kia hay không? Chúng ta sẽ nháp vào đây.
thầy thử nháp vào đây nhé. Gọi số mol oxy là A mol này, thì cái số mol electron giờ này sẽ là 4A, đúng chưa? 4A. Vậy thì E chỗ này cũng sẽ là 4A này, và các bạn sẽ suy ra đồng là 2A. Đó, có nghĩa là làm giống như câu 1. Vậy thì M giảm lúc này nó sẽ bằng là 2A này nhân cho 64 là lượng đồng tạo thành, đúng không? Còn oxy là A nhân 32. Và nó phải giảm được bao nhiêu nữa các bạn? 18,04, các bạn trừ cho 13,5. 18,04 các bạn trừ cho 13,5 thì nó sẽ giảm tiếp, phải giảm được 4,54 gam nữa. Và các bạn sẽ suy được chỉ số A bằng, bạn chi tiếp nhá. 2 nhân 64 cộng 32 là nó sẽ giảm được 0,028375. Vậy cái điều này nó có hợp lý không? Điều này là vô lý. Điều này là vô lý, tại sao? Tại vì là A là như đây đúng không? Thì các bạn sẽ suy được đồng số mol đồng tạo ra đó là 2A. Chắc chắn cái này là phải lớn hơn 0,05. 0,05. Đồng hai cộng của chúng ta ban đầu là 0,15. Bị điện phân ở trên này hết 0,1 rồi. Và dưới này còn tối đa là 0,05, thì làm sao mà mình giải ra cái chỉ số này là 2A đúng không? Là 2A, mà A bây giờ nó lớn hơn 0,05 là vô lý, là không đúng, đúng chưa? Là vô lý, là không đúng. Đó. Như vậy bây giờ nó lớn hơn như vậy thì giải thích làm sao? Nó lớn hơn như vậy thì có ý nghĩa là thế này. Đó. Có nghĩa là đồng ở đây còn 0,05. 0,05 thì nó sẽ phản ứng hết luôn các bạn, nó sẽ phản ứng hết 0,1 này. Ở đây 0,1 này tạo ra cái này 0,05 này. Đó. Và đồng hai cộng hết rồi và nước cũng có thể bị điện phân tiếp luôn. Đó, điện phân nhiều hơn nữa thì cái lượng nó mới giảm hơn nhiều như thế. Nhận 2E này thành 2OH trừ và khí hydro. Và khí hydro nhá. Đấy, các bạn lưu ý cái trường hợp nó giảm nhiều hơn thì nó sẽ khó hơn. Bạn sẽ có chỗ này là A này, thì các bạn sẽ có này là 4A nhá. 4A. Rồi bạn gọi cái hydro này là B mol đi. Thì cái electron này sẽ là 2B nhá. Vậy đây là làm sao mà giải? Làm sao mà giải ở đây? Thì chúng ta sẽ có được chúng ta sẽ có được cái hệ phương trình như sau. Bạn sẽ có cái hệ phương trình như sau nhé. Đầu tiên là giảm ở đây này. Đấy, giảm. Chúng ta sẽ có là 0,1 nhé, cộng cho 2B số mol E giai đoạn tiếp theo đó bằng 4A này. Bằng 4A. Tiếp theo là chúng ta sẽ giảm, nó sẽ còn giảm bao nhiêu nữa các bạn nhỉ? Nó sẽ phải giảm 4,54 nữa đúng không? Lấy cái này trừ cái này này. Đó, nó phải giảm 4,54 gam nữa. Thì cái lượng giảm này là do đồng tạo ra, đây là 0,05 nhân cho 64 cộng cho hydro là 2B và cộng cho oxy ở đây là 32A nữa. Đó, và giảm ở đây là có khí hydro sinh ra nhá. Từ đây các bạn sẽ bấm được A bằng và B bằng này. Bốn trước nhá. Trừ 2 0.1 32. Đấy, các bạn sẽ có A là 0,04 và B là 0,03. Đó. Vậy là trường hợp này là nước đã điện phân ở thời điểm T T giây đó, là nước điện phân ở cả hai cực luôn rồi. Đúng chưa? Rồi, vậy đây là xét tiếp, vậy là suy ra số mol E của chúng ta sẽ bằng này. Bằng ở đâu các bạn muốn cộng ở chỗ nào? Bạn cộng ở đây đi ha, cho nó như nhau thôi. Là 2 0,2 cộng 4A. Mà với A bằng 0,04, 0,04 nhân 4 là 0,16 cộng cho 0,2 là 0,36. Bằng cường độ là 5A, thời gian là T giây và chia cho 96 là 500. Đó, thì bạn sẽ suy ra T bằng. Sáu ngàn chín trăm bốn mươi tám giây. Đó. Vậy thì khi này là chúng ta lại phải chọn đáp án là câu câu D các bạn nha. À, đó là câu số 2. Khi mà lượng giảm được tăng lên nhiều so với 15,9 thì đáp án của mình nó sẽ khác nha các bạn nha. Rồi.